Audio Jungle. Thì đây là cái hành trình mà tư vấn kỹ thuật của bên trái cây theo mùa hỗ trợ bà con nông dân ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì đây là thời tiết nói chung cũng mưa rất là nhiều ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Thì đây là cái hành trình đang đi vào đây. Chung mà nước rất khó khăn. Thì nông dân ở đây họ chăm sóc vào cái đồng cây chanh dây, cây bí, rồi một số cây trồng khác như mít, ớt, rồi nói chung là rất nhiều cây trồng. Thì rất khó khăn về thứ nhất đó là điều kiện đi lại này. Cái hai thời tiết ở đây rất là nắng nóng và khắc nghiệt. Đường đi rất là khó, rất là lầy lội, nhưng mà vì điều kiện hỗ trợ cho bà con á, thì bên mình luôn luôn hỗ trợ bà con đi đến những vùng mà bà con chăm sóc cây trồng á, cho dù vẫn khó khăn nhưng vẫn tiếp tục đi và hỗ trợ cho bà con nông dân. Thì cái hành trình này đi nói chung cũng rất là dài, cái này mình quay lại để cho con xem hành trình đi cũng rất là xa. Thì từ đường vòng vào bà con nông dân cũng gần 6 đến 7 cây số, nói chung là rất là cực, nhưng mà vẫn phải hỗ trợ. Thì đây thì các bạn cứ xem, bà con nông dân cứ xem đi. Nói chung mình quay sơ về cái hành trình, cái đường đi vào đó. Không, mưa rất là ướt và nhầy á, bạn xem. Thôi các bạn cứ theo dõi kênh nha. Có gì cứ đăng ký kênh và like chia sẻ video này để cho nông dân chúng ta thấy được cái những hình ảnh thực tế khi mà bên đội ngũ của nhân viên kỹ thuật và hỗ trợ vườn. Thì clip này quay nó rất là giật, nó không có được êm thì bà con chịu khó xem một xíu nha, vì đi xe nó rất là dòng. Nhưng mà khó. Đây nói chung cũng gần đến nơi rồi, thì con cứ theo dõi clip nha. Thì vườn này là vườn của anh Chính, anh ở huyện Buôn Đôn á, nói chung là gần khu vực Buôn Đôn luôn, đi vào nhà máy thủy điện á của nhánh sông Sê Rê Bắp, khoảng cả tầm 7 cây số, đường đi rất là khó khăn. Thì vào vườn của anh thì mình sẽ quay trực tiếp tại vườn cho các bạn xem về hình ảnh của cái vườn chanh dây bị bệnh của anh, và nêu ra những phương án khắc phục và cái chanh dây. Thì đây là vườn chanh dây của anh đây nè, mình quay bạn xem đó. Nói chung rất là tỉ mỉ. Thì nói chung vườn chanh dây của anh á, nó bệnh cũng rất là nhiều, mà những cây đẹp cũng còn lại rất là nhiều. Thì cái sản lượng bệnh bây giờ khoảng là 50-50. Thì cái phương pháp mà hướng dẫn anh xem và khắc phục á, là cắt bỏ tất cả cây bệnh đi, cắt sâu vào 50-60 phân, và sau đó tiến hành phun thuốc vừa cho độ gốc vừa cho phun trên cái sản phẩm nano bạc đồng hợp kim á. Thì cũng có hướng dẫn chi tiết cho anh về cái phương pháp mà cắt ngọn, cắt như thế nào là hiệu quả. Thì đây thì cũng nông dân bà con chúng ta trồng chanh dây thì họ cũng đau ao ức và cũng có một nỗi niềm là chanh dây của họ hết bệnh và bán được giá thành cao để thu lại lợi nhuận. Hầu như bà con biết á, cái bệnh virus là bệnh mà tất cả bà con đều đau đầu, nên cái phương áp mình hướng dẫn bà con ở đây là chúng ta phòng phun lứa mới ra sẽ không bị nữa. Cái điều kiện này bà con phải đảm bảo cho mình là cái giống của bà con mua phải chuẩn nha, chứ nếu mà giống bà con nhiễm bệnh từ đầu á thì mình khuyên bà con nên bỏ đi, đừng nên trồng. Vì một số bà con vẫn thắc mắc á, là khi mới mua về á, là có những cái cây nó vàng, những cây nó lá nổ á, không biết cứ đem trồng luôn. Thì khi trồng một thời gian thì tiến hành bắt đầu trái, khi ra trái bắt đầu sần sùi lá nổ, rồi xoắn ngọn thun ngọn gia cốc hết, tất cả cái hiện tượng đó là mình nói là do giống hết. Khi bà con mới mua về thì bà con không có xem, cũng chưa có kinh nghiệm trồng chanh dây, cứ nghĩ giống nào cũng như nhau hết, mua về trồng xong là khoảng cỡ sau 3 tháng khi ra trái thì bà con mới thấy được cái hiện tượng là lá ngọn nó sung, nó thăng hết, gia cốc rồi sần hết, xùi hết. Thì lúc đó bà con mới nghĩ là nó virus, nhưng lúc đó nó muộn màng quá rồi, khắc phục không được. Thứ nhất là giống nó nhiễm từ giống. Còn với cái vườn của anh Chính này thì của anh là bị do côn trùng chích thúc. Thì nên mình khuyên bà con là riêng cái chanh dây thì bà con phải thường xuyên phun côn trùng chích thúc nha. Có nghĩa là nếu mà thời tiết mưa thì mình khuyên bà con phun giảm xuống lại còn 6 ngày hoặc 7 ngày một lần, có thể là 5 ngày một lần luôn, tùy vào điều kiện mà côn trùng khi bà con ra thăm vườn á. Ví dụ như ra thăm ban đêm á, nhất là ban đêm, con có thể chịu khó ra vườn thăm một buổi tối là khoảng 7 giờ 6-7 giờ đêm á. Rõ nếu mà thấy mà bồ xích rồi bò vần rồi á, hoặc ban ngày thì có ruồi vàng á, nếu mà nó nhiều á thì bà con nên phun thuốc sâu định kỳ 5-6 ngày đó, có thể 5-7 ngày, đó tùy vào bà con nha, đó mình khuyên á. Nó sẽ tiết mưa á. Và vấn đề thứ hai nữa là phải làm cành thông thoáng nè. Rồi một số bà con chúng ta hay phun thuốc cỏ mà chung với chanh dây á, thì cái đó là cỏ cháy rồi đó. Thì mình khuyên là không nên. Rồi một số bà con chúng ta phun nó bay lên lá, khiến cho hiện tượng mà lá nó vàng hết đó. Lúc đó bà con không biết bị sao.
mà nguyên nhân nó là do thuốc cỏ cháy đó. Một số bà con chúng ta bị rất là nhiều, nên đó mình nhắc cho bà con để bà con biết và đưa ra cái phương án mà làm cỏ phun thuốc cho nó hiệu quả, và cũng có thể là phun thuốc cỏ sinh học nha, đó mình khuyên á. Còn với cái vườn này thì mình nói lại về cái quy trình xử lý của anh chính, đó là mình cho anh đổ sản phẩm nano bạc đồng hợp kim dưới gốc và cắt bỏ những cái ngọn bị sắn bị bệnh sâu vào từ 30 đến 40 phân, có những cây nặng quá mình cho cắt bỏ luôn, chỉ còn gốc không à. Rồi mình sẽ cho anh lịch phun là cách nhau thời gian là 5 ngày một lần, và phun xen kẽ và đổi công thức tăng lượng bạc lên mà đồng lên, xen kẽ khi nào lứa mới ra nó không sắn không vàng nó là bớt bệnh. Thì những đây những cái cây nó bị sắn nhiều, rất là nhiều đó, mình sẽ cho anh cắt tận gốc luôn để cho lứa mới ra nó không bị. Thì về phương pháp điều trị thì hầu như bà con chúng ta đa số là để lại mà không cắt bỏ, thì phun ra thì nó còn mầm bệnh, tất nhiên nó sẽ không có bớt. Nếu việc mình yêu cầu bà con như chính như giờ là vẫn phải cắt bỏ hết ngọn bệnh, trái bệnh. Như vườn này quay nãy cho bà con xem á, rất nhiều trái rất đẹp. Bà con nông dân đây kêu là cần phải có cái chế độ mà thoát nước riêng nha, vì trên dây dễ bị ngập úng mà chết. Thì hầu như tất cả bà con chúng ta đều biết là mùa mưa năm nay ấy, từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch 2017 á, sản lượng mà trên dây nó bị ngập úng và chết á rất là nhiều. Nên khi mà con mà có chế độ là kênh mương thoát nước tốt đó, như những cái trái cây này bị da sần rồi, ruồi đục chích rồi, da cóc cũng rất là nhiều. Vườn này thì trái đẹp cũng có mà trái bệnh cũng có, ruồi vàng thì cũng nói chung cũng còn rất là nhiều, nên khiến cho cái tình trạng mà ngọn sắn rồi vàng lá cũng rất là nhiều. Nên mình khuyên bà con là phải có những phương pháp mà phòng côn trùng kích thúc và chế độ thoát nước phù hợp. Thì qua clip này mình cũng quay rất là chi tiết và cụ thể cho bà con xem, thì để những bà con này chúng ta có muốn phòng chữa bệnh trên dây á thì chúng ta có thể xem những clip này. Có những trái rất là nổ, da cóc sần nứt luôn, thì do đó là chế độ chăm sóc bón phân bà con. Thì clip này mình quay để bà con xem được tình hình hỗ trợ của bên trái cây mùa lắc và những vườn giống trên dây ở những tỉnh thành khác nhau và những bà con chúng ta làm khác nhau. Thì clip này bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi những video tiếp theo bên trái cây mùa lắc.